15 giờ ngày 13 tháng 8, ban tổ chức trận đấu vòng 12 V-League 2022 giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai tiến hành bán vé trực tiếp tại sân hàng đẫy. Nhưng từ giữa trưa, đã rất đông khán giả kiên nhẫn đứng xếp hàng, đúng 24 giờ mở bán trực tuyến. Vé trận đại chiến giữa đội Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đã hết sạch từ cách đây vài ngày. Ngoài số lượng vé mùa và vé mời là 3.000 vé, ban tổ chức phát hành bán vé trận đấu này với 9.000 vé. Trong đó, bán trực tuyến. 8.500 vé bán trực tiếp tại sân hàng đẫy chỉ 500 vé. cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội được mua vé tại các cửa B8, B9, B10. Còn cổ động viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mua vé cửa B13, B14, B15 cung không đủ cầu. Sân hàng đẫy vào chiều 13 tháng 8. Một ngày trước trận đã đông nghịt người. Số lượng vé bán trực tiếp có hạn nên rất nhiều khán giả đã đội nắng để đến sân hàng đẫy. xếp hàng từ trưa. Thậm chí còn có khán giả còn sẵn sàng nhịn đói, vì nếu rời, hàng ngũ, sẽ bị mất chỗ ngay. Tất nhiên ở trận cầu nóng như thế này, chợ đen được dịp hoạt động tấp nập. Vé có giá gốc khá mềm. Từ 50.000 đồng, 60.000 đồng, 80.000 đồng, nhưng dân phe đã đội giá lên cao gấp khoảng 5 lần. Với loại mệnh giá thấp nhất, anh Nguyễn Huy Hùng, nhà ở phố Khâm Thiên, chia sẻ, tôi mua vé cửa B8. Khán đài B của sân hàng đẩy với giá 500.000 đồng, cặp. Trong khi giá gốc chỉ 100.000 đồng, cặp. Tôi phải đi trực ngày thứ bảy nên không có thời gian xếp hàng nên mua của phe cho nhanh. Cũng không gọi là lãng phí vì ai cũng biết. Trận này rất hay, không đến tận nơi xem mới gọi là lãng phí, vì có khi cả năm, Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ ra ngoài Hà Nội thi đấu một lần thôi. Ngày 13 tháng 8, cả Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai đều tập kín. Trước đó một ngày, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã có buổi tập mở. Tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội nhổn. Đội khách chọn đây là nơi lưu trú của mình khi ra ngoài Bắc thi đấu. Hà Nội FC cũng có buổi tập mở và trung vệ Thành Trung đã phát biểu khá ấn tượng, nếu có được kết quả tốt trước Hoàng Anh Gia Lai, là đội đang đứng nhì bảng xếp hạng, chúng tôi sẽ tạo ra khoảng cách lớn để vẫn lừng lững ở ngôi đầu V-League. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24h New.